Xin chào quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi kênh YouTube diễn giả Phan Đăng. Thưa quý vị, lại một tuần mới nữa, thời gian trôi nhanh quá và cứ sau mỗi tuần thì chúng tôi lại gặp lại nhà thơ Trần Đăng Khoa trong một cái series nhiều tập đối thoại với nhà thơ. Em xin kính chào anh Khoa. Vâng, xin chào nhà báo Phan Đăng Dạ. và cũng xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Hôm nay thì anh xin chào. Chứ mọi khi là anh vái chào quý vị. Vâng, trong xin chào cũng đã có vái chào rồi. Thưa quý vị, tuần trước ở tập số 4 thì tôi với nhà thơ Trần Đăng Khoa chỉ nói về một bài thơ duy nhất thôi, đó là bài Hạt gạo làng ta. Và thế mới biết là chỉ một bài thơ thôi, nhưng mà lắm chuyện quá, nhiều chuyện về bài thơ đấy quá. Anh có xem lại cái chương trình đó không và anh thấy thế nào? Tôi rất cảm động khi mà cái chương trình ấy vừa mới diễn ra chưa đầy một ngày Dạ. thì đã có 2,5 vạn người Dạ. truy cập rồi, Dạ. và rất nhiều người cũng đã điện cho tôi, Dạ. đã đưa ra rất nhiều những cái câu hỏi Dạ. phải nói cũng khá là hóc búa đấy. Thế thì có khi trước khi chúng ta vào cái chương trình mới thì chúng ta cũng nên già lại và lên thưa lại với độc giả về một số vấn đề mà độc giả quan tâm. Em thấy rằng là có một câu đó mà khán giả comment ở trong cái video clip đó, nói là trong bài thơ của anh thì anh viết là hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa. Và anh Khoa có giải thích là phương xa ở đây là gửi sang Lào hay Campuchia. Thì khán giả người ta cũng tò mò, người ta bảo là cái cậu bé Khoa lúc đó là 11 tuổi mà lại nghĩ được đến Lào, đến Campuchia thì có thật vậy không? Hay là ông Khoa sau này ông hiểu rồi, ông tự ghép vào Cũng có người nghĩ như thế, như thế. nhưng mà thực ra thì nó đơn giản hơn nhiều. À thế ạ. Vì tụi trẻ con chúng tôi ngày xưa vừa là trẻ con đấy mà vừa không phải thuần là trẻ con đâu. Ngay Hoàng Hậu Nhân mà tôi đã bàn đến đấy, Ở tập chúng 2. ta đã bàn Dạ. đến từ tập 2 đấy, thì Hoàng Hậu Nhân năm có 8 tuổi thôi mà đã viết thế này: bọn trẻ xóm em có đứa chưa thuộc hết nẻo đường làng, vẫn nhớ hết con đường ra mặt trận. Có đứa chưa cao ngang tầm súng, vẫn biết cách dùng đạn ghém dân quân. Có đứa mải chơi quên cả giờ ăn, nhưng lại rất nhớ ngày giặc hành hình anh trỗi. Và nhân kết luận thế này: anh chớ bảo chúng em là khôn trước tuổi, cái gì cần nhớ trước thì nhớ trước, cái gì cũng cần nhưng tạm nhớ sau. Trẻ con những năm chiến tranh là như thế đấy. Tôi cũng là một cậu bé như Nhân, như nhiều người khác thôi. Có phải là cái gì mà chúng tôi không không biết đâu. Nhiều cái người lớn biết thì chúng tôi cũng biết. Cái việc mà gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa đấy, thì nhiều người nghĩ rằng có lẽ sau này là ghép vào Dạ. và cho nó có vẻ rất là người lớn, Dạ. bàn đến những vấn đề lớn. Nhưng mà thực ra không phải, cái điều đó rất hiển nhiên. Ai cũng biết là con em mình chiến đấu ở Campuchia, nhưng đây là một chiến trường bí mật. À. Không phải nói nó rõ ra đâu. Cho nên là trong bài thơ gọi là giữ cho chúng cháu khoảng trời bình yên đấy, tôi có viết là chú đi qua mấy tuổi đời, mấy vùng im lặng, mấy trời đạn bom, còn người còn nước còn non, chú ơi non nước mãi còn sáng tươi. Chú thành thầy giáo cháu rồi, dạy cho cháu học làm người Việt Nam. Thế thì mấy vùng im lặng ấy là Campuchia và Lào đấy, và mấy trời đạn bom ấy, mấy vùng im lặng mà mấy trời đạn bom ấy, đấy là Lào và Campuchia. Hay là trong cái bài thơ gọi là bài hát gọi cây lúa nhá, cái bài Hạt gạo làng ta là tôi viết năm 69,
tức là năm mà tôi mới học lớp 5 thôi. Dạ. Khi mà tôi học lớp 7 thì hồi đó anh Hồ Xuân Sơn là làm báo Tiền Phong có về chỗ tôi và chuẩn bị một trang thơ về tôi, giới thiệu một tác giả trẻ là tôi. Thì trong đó anh có đặt tôi viết tiếp về 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 hạt gạo, bởi vì năm đó là năm giáp hạt, đói lắm, năm 1974, trước khi mà chúng ta giải phóng miền Nam ấy, là năm đói vô cùng. Đấy, đói vô cùng. Thì anh đã đặt tôi một bài viết về cái hạt lúa rồi, làm ra hạt lúa rồi. Thì tôi đã có bài thơ gọi là bài hát gọi cây lúa, cũng là đi tiếp của cái hạt gạo thôi. Đấy, bén rễ nào lúa ơi, chưa đủ mồ hôi ư, ta đổ nữa mồ hôi, bao nhiêu mồ hôi thì thóc thêm một tấn, giọt mồ hôi rơi vào mắt thì cay, giọt mồ hôi rơi vào môi thì mặn, giọt mồ hôi rơi vào đất thì ngọt, thành sữa đồng đồng lúa ơi. Chưa đủ mồ hôi ư, ta đổ nữa mồ hôi, ta sẽ nâng đê cho cao hơn mặt lũ, ta sẽ khuyên trời bảo bão đừng giật gió, ta sẽ nhìn sao tính chớp bể mưa nguồn. Và trong đó có câu: những hạt đầu mùa như ong nằm nhõng, ta thổi sôi lên cung ông bà, chết mấy ngàn năm còn đói. Những hạt tròn căng, ta gửi cho người đi đánh thù trận cuối, ta nuôi cá hạt chìm, nuôi chim hạt nổi. Thì cái nuôi cá hạt chìm, nuôi chim hạt nổi ấy cũng là Lào và Campuchia. Đấy, thì đến cái bài này ấy, thì cái không khí, tức là cái bài thơ, cái giọng điệu đã khác. Chứ còn cái bài Hạt gạo làng ta thì nó vẫn là thiếu nhi, chứ đây thì không thuần là thiếu nhi nữa. Mặc dù năm ấy mới chỉ sau cái bài Hạt gạo làng ta có 2 năm thôi, thì tôi cũng đã đề cập đến cái vấn đề đó rồi. Vẫn là cái vấn đề mà Lào và Campuchia thôi. Cho nên là cái điều ấy là điều mà hồi đó thì lũ trẻ chúng tôi là đều hiểu rất thấm thía cái điều đó. Cho nên là những người nào mà có thể thắc mắc một chút là họ chưa hiểu cái không khí của thời đại đó, hoặc là họ không nắm rõ được cái tinh thần của những cậu bé thời đó. Nhưng mà liên quan đến cái clip đó thì cũng có một cái chuyện là anh nhắc rất nhiều đến Xuân Diệu. Anh có nói rằng là Xuân Diệu là người sửa cái bài Hạt gạo làng ta. Và ở tập 1 đó, khi mà anh em mình kể về, khi mà anh Trần Đăng Khoa kể về tuổi thơ của anh, thì anh cũng kể về kỷ niệm là Xuân Diệu đến nhà anh, và mẹ anh thì sợ hết vía, đúng không ạ? Như vậy có nghĩa rằng là anh Trần Đăng Khoa rất là gắn bó với Xuân Diệu. Thực ra Xuân Diệu đến nhà tôi cùng với Huy Cận ấy, dạ, là đến giữ cái đại hội Tráng Oan Bác Hồ, à, chứ không phải vì thằng Khoa. Đấy, hồi đó là như thế. Nhưng mà đến khi mà về giữ cái đại hội Tráng Oan Bác Hồ đấy, thì tối hôm ấy là chúng tôi làm lửa trại, tôi đọc thơ ở trong cái đêm lửa trại đó. Thì Xuân Diệu lần đường về nhà tôi, chứ ông không giữ với cái đám om sòm chống ếch của bọn trẻ con. Ông về nhà tôi, và lúc ấy là ông mượn cái đèn để ông ra soi, ra soi các thứ được. Và mẹ tôi sợ quá. Mẹ tôi cứ bảo: thôi con ơi, con có thế nào, con cứ nói thật như thế, đừng có nói không nói có rồi là phiền, và con cứ đi cày như bố con để cho nó yên. Mẹ tôi sợ vô cùng. Đấy thì hồi đó là Xuân Diệu đấy. Nhưng mà thực ra thì ông vui lắm. Về để ông thấy toàn bộ những nhân vật của thơ tôi. Thoạt đầu Xuân Diệu đâu có tin đâu. Khi đưa cái việc mà trẻ con làm thơ nó mắng luôn. Đấy, hồi đó mắng nhiều người, đã mấy thầy giáo là mang thơ tôi đến khoe Xuân Diệu. Ông mắng luôn, như là ông mắng tôi với trường hợp Khánh Chi ấy. Thế mãi sau này khi chị Trần Thị Duyên ấy, trong cái phim của Pháp làm ấy, thì chị có nói chuyện kỹ hơn về Xuân Diệu. Và đến khi Xuân Diệu về rồi thì ông đã khảo sát qua tôi rồi. Tức là ông hỏi rất nhiều vấn đề.
Thì lúc ấy thì ông ấy sau này thì ông ấy mới 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 tin, Dạ. và ông mới coi tôi như là một cái người bạn đồng nghiệp đấy. Thậm chí là ông còn nói là có những chuyện chỉ chú cháu mình bàn với nhau thôi. Thế còn cái bài mà hạt gạo làng ta này thì ông không chữa câu nào cả. Xuân Diệu không chữa. Đấy, ông chỉ góp ý thôi. Và không những thế, thậm chí ông mắng mỏ. Chứ còn nghe nói là sau tôi thì ông nói ông đề cao ghê lắm. Thậm chí ông còn sụp xuống bảo cái này là tôi phải lạy cụ Khoa, ông còn nói như thế. Nhưng mà thực ra đấy là bố diễn. Cụ diễn, cụ nói chuyện nhưng mà để cho nó hấp dẫn khán giả thì cụ nói thế thôi. Chứ cụ gì đấy mà cái thằng oắt con đấy, ông ấy coi chỉ là một thằng thằng cháu thôi. Ông cụ là như thế, và ông ấy bao giờ ông ấy cũng rất là thẳng thắn. Nhưng mà duy nhất có một câu thơ thì ông ấy chữa cho tôi, nhưng mà tôi cũng không biết là ông ấy chữa hay ông ấy viết nhầm. Thì tôi cũng không hiểu. Ngoài thềm rơi chiếc lá đa đấy. Đấy, ngoài thềm không, cái ngoài thềm rơi chiếc lá đa thì cái câu là câu mà tôi đã viết bình thường rồi. Nhưng mà cái hôm mà cái lớp ba chúng tôi đấy, đi 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 cắm trại ở Côn Sơn, thì trong đó có đoàn là có cả các phóng viên của báo Thiên Tiền Phong về các bạn, trong đó có anh Quản Tập là phó tổng biên tập, anh Lê Chân bây giờ là tổng biên tập, anh Quản Tập gọi là bút thép đấy, còn anh bóng nhựa là anh Cửu Thọ, mà ông cao mà ông lùn, mà hai ông này là một cái cặp đôi mà rất hấp dẫn tụi trẻ con trong tôi lúc bây giờ. Thì các anh ấy cùng với tôi và Quang Huy nữa cùng với tôi đi cắm trại ở Côn Sơn. Chúng tôi cắm trại ở Côn Sơn thì hôm ấy là cái hôm rất đặc biệt, là chúng tôi ngủ ở trong trong chùa, và chỉ có cái nhóm của tôi được ngủ ở trong chùa thôi, chứ tất cả các bạn là phải ra ngoài rừng ấy, cắm trại lên cái lều trại và ở ngoài rừng. Chỉ có tôi là được nằm ở trong chùa, nằm dưới chân bụt, và đêm dưới chân bụt tôi nằm ở ngoài cùng, sợ lắm, trong đêm mắt bụt cứ lấp lánh này đấy. Thế và tôi viết hồi đó thì anh Quản Tập có bảo tôi là cháu viết một bài thơ về đêm ngủ ở Côn Sơn đi, để ngày mai lửa trại thì cháu đọc cái bài thơ đó. Thế thì tôi viết cái bài, trong đó có một cái câu Cái bài mà đấy tên chính xác là Đêm Côn thoạt Sơn. đầu tôi lấy tên là Đêm Ngủ Ở Côn Sơn. Rất thật thà như thế. Tiếng chim trên núi nhỏ dần, rì rầm tiếng suối. Thoạt đầu tôi viết chập chờn tiếng suối, khi gần khi xa. Ngoài thềm rơi cái lá đa, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. Mờ mờ ông Bụt ngồi nghiêm, sợ gì ông vẫn ngồi yên lưng đèn. Đây là lúc chập chờn sắp sửa ngủ đây, sắp sửa ngủ thì mới mới có cái gọi là chập chờn tiếng suối khi gần khi xa. Nhưng mà sau này đến khi bình tĩnh tôi sửa lại thì tôi thấy như thế nó lộ quá, thì tôi vẫn là rì rầm tiếng suối khi gần khi xa. Vì Nguyễn Trãi có câu thơ gọi là Côn Sơn suối chảy rì rầm, mà ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai đấy, thì rì rầm tiếng suối khi gần khi xa. Ngoài thềm rơi cái lá đa, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. Và mờ mờ ông Bụt ngồi nghiêm, sợ gì ông vẫn ngồi yên lưng đèn. Đấy là lúc sắp sửa ngủ. Nhưng mà đến khi mà nghe thấy một cái tiếng chuông gõ, thì trong đêm nghe nó như tiếng sấm ấy, thì bỗng đâu vang tiếng sấm rền, tỉnh ra em thấy trong đền đỏ hương. Ngang trời kêu một tiếng chuông, rừng xưa nổi gió, suối tuôn ào ào, đồi thông sáng dưới trăng cao, như hồn Nguyễn Trãi năm nào về thăm. Em nghe có tiếng thơ ngâm, và kết một cái câu để kéo vào cái thời đại ấy, là ngoài kia nòng pháo ướt đầm sương khuya. Đấy, thì cái bài đó là như thế. Ông Diệu rất khen cái bài thơ này. Nhưng mà trong cái bài giới thiệu của Xuân Diệu ấy, thì ông lại viết không phải là sợ gì ông vẫn ngồi yên lưng đèn. Viết về ông Bụt Cái ạ. sợ, cái ông Bụt ấy, Dạ. đêm tôi nhìn là mắt Bụt cứ lấp lánh. Dạ. Sợ ghê lắm. Thế thì sau đó thì tôi viết là sợ gì
ông vẫn ngồi yên lưng đèn. Đây là tôi trấn tĩnh tôi, là đừng sợ ông Bụt. Nhưng mà khi dẫn, Xuân Diệu dẫn trích cái câu của tôi, thì ông là nói là, ông ấy viết là, nghĩ gì ông vẫn ngồi yên lưng đèn. Một chữ mà khác hẳn. Một chữ mà dạ, khác hoàn toàn. Và cái câu ấy tài vô cùng. Chỉ một chữ nghĩ thì ông Bụt thành một cơ thể sống. Chứ nó sợ gì thì cô Thơ Vu chả có gì, thuần trẻ con. Nhưng nghĩ gì ông vẫn ngồi yên lưng đèn. Nhưng trong bài thơ này có mấy cái câu mà tôi chưa được ưng. Ví dụ toàn đèn, 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 nó cứ trùng lặp mà. Mà ông Bụt ngồi yên, nghĩ gì ông ngồi nghiêm, nghĩ gì ông vẫn ngồi yên lưng đèn. Bỗng đâu vang tiếng sấm rền, tỉnh ra em thấy trong đèn đỏ hương, lại đèn nữa. Thế thì tôi chữa lại là tỉnh ra em thấy sáng đèn đỏ hương. À, thì trách cái chữ trong đèn đi, tránh được cái chữ ấy. Như Xuân Diệu bảo rằng là cháu làm thế hỏng rồi. Ông chỉ nói thế thôi. Đấy, cháu làm thế hỏng rồi. Đấy, câu thơ đang rất hay. Cháu lại chữa thành lợn què lợn cụt. Đấy, thế thì tôi không hiểu là sao lại lợn què lợn cụt. Thế thì sau này tôi mới ngẫm. Chứ Xuân Diệu không bao giờ ông nói cụ thể đâu nhé. Không giải thích. Đấy, ví dụ như cái, ngay cả cái câu mà nửa đêm nghe ếch học bài, đưa thơ về hạt nơi ngoài hàng cây. Đấy, thì Xuân Diệu cũng chỉ nói cái câu đầu ông nói là cọc cạch thôi. Đấy, hôm nay chúng ta vừa nói cái ký ức của các nhà nổi tiếng, là tôi muốn bắt đầu từ Xuân Diệu. Dạ. Đấy, thì ông chỉ nói là cái câu đầu cọc cạch, thì sau này tôi thấy đúng như thế. Vì sao lại nửa đêm nghe ếch học bài. Đấy, toàn bộ cái không khí ấy, nó là không khí của đường thi. Thay đổi thời tiết mà. Nửa đêm nghe ếch học bài, lưa thưa vài hạt mưa ngoài hàng cây. Nghe trời trở gió heo may, sáng ra vại nước rụng đầy hoa cau. Cả bài này Xuân Diệu thích lắm. Nhưng câu đầu ông bảo cọc cạch. Ông chỉ nói thế thôi, cọc cạch. Đấy. Thế thì tôi mới bấy là có lẽ cái đó đúng. Vì toàn bộ cái bài này không có không khí trẻ con. Bài này không phải thơ thiếu nhi. Âm hưởng đường thi. Cho nên là nửa đêm nghe ếch học bài là thơ thiếu nhi rồi. Cho nên cái này nó cọc cạch. Thì tôi chữa lại là sân trăng nghe đã dần phai. Đấy, sân trăng nghe đã dần phai. Xem cái bóng trăng ấy, nó in trên sân ấy, nó đã nhạt dần rồi. Đây là về sáng. Thì sân trăng nghe đã dần phai. Và nghe trời trở gió heo may. Tức là toàn nghe cái không tiếng thôi. Không khí đấy, thơ khác hẳn. Ừ, yeah. Thì không khí, cái này thì nó được cái không khí. Yeah. Không khí thì rất là hay. Yeah. Đấy, và cái này là cái tôi cũng học của Nguyễn Du. Nguyễn Du là bóng tàu vừa nhạt vẻ ngân. Đấy, thì tôi cũng học cái ý đó của Nguyễn Du. Thế nhưng mà sau này tôi nghiệm thấy là có lẽ thơ ca ấy, thì không phải cái gì nó cũng phải có lý. Vì cái có lý thì xin thưa là khi mà cái lưa thưa về hạt mưa ngoài hàng cây ấy, là mưa thay đổi thời tiết em ạ. Cái mưa thay đổi thời tiết thì không còn ếch kêu nữa. Ếch chỉ kêu khi mưa rào thôi. Mưa rào thì ếch kêu vì đó là mùa giao phối của chúng. Đấy. Thế chứ đây bây giờ mùa thu rồi. Đã bắt đầu lạnh rồi. Thì ếch ngủ đông. Ếch ngủ đông. Có chọc nó cũng không kêu. Nó chui vào trong hang. Nó ngủ đông đến mấy tháng cả. Đấy. Thế thì trong thời gian ếch ngủ đông thì không có chuyện nghe ếch học bài. Thế nhưng mà thế này thơ ca cũng không cần thiết này. Cứ phải khoa học như thế. Logic quá. Ở đây là logic theo quá. Kiểu khoa học. Dạ. Thì nó mất cả thơ đi. Đấy. Cái con ếch ngoài đời nó thể không kêu. Nhưng con ếch thơ nó vẫn có thể kêu. Đấy. Thế mới là thì thơ. Cái tiếng ếch ở đây là cái mà nó thay đổi cái thời tiết. Nó thay đổi cái thời tiết. Thành ra cuối cùng tôi vẫn giữ lại cái câu thơ ấy là nửa đêm nghe ếch học bài. Mặc dù nó cọc cạch.
đúng như Xuân Diệu nói. Nhưng mà như thế nó được cái hơi hướng tự nhiên. Vì thế tôi vẫn giữ lại cái câu ấy. Đấy. Thế còn ở đây Xuân Diệu là ông chữa cho tôi cái câu gọi là nghĩ gì. Đấy. Ông vẫn ngồi yên lưng đền. Còn vì sao ông này bảo tôi hỏng? Là vì cái ngọn đèn ở trong chùa ấy, em ạ. Ngọn đèn trong chùa là nó chỉ giữ lửa đấy. Chứ nó không làm nhiệm vụ tỏa sáng. Để nếu như có ngọn nến nào ấy, ngọn hương nào ấy, có cây hương nào bị tắt thì tiếp lửa vào đấy. Chứ bản thân cái ngọn đèn ở trong chùa nó không làm nhiệm vụ tỏa sáng. Vì mặt bụt mà phơi ra trước ánh sáng rõ ràng ấy, thì mất thiêng. Đấy, thì mất thiêng. Phải mờ mờ. Cho nên phải mờ mờ, ông bụt ngồi nghiêm. Nghĩ gì ông vẫn ngồi yên lưng đèn. Thì nó mới hay. Thần tình. Chứ nếu như sáng đèn đỏ hương thì mặt bụt phơi ra trước ánh đèn hỏng rồi. Mà đèn ở đâu mà sáng? Cái đèn trên cái bệ thờ ấy, nó chỉ sáng đom đom đây. Nó lim dim thôi. Anh ơi, như vậy là những cái ký ức của anh về Xuân Diệu ấy mà anh vừa nói đó, đó là những cái ký ức liên quan đến bếp núc nghề nghiệp. Cái đúng chuyện rồi. Bếp núc nghề nghiệp, đúng cái rồi. Chuyện sửa thơ, đúng rồi. Chuyện làm thơ. Và cả về cái chuyện là Xuân Diệu về nhà anh soi những gốc cây. Nhưng mà ngoài những cái bếp núc nghề nghiệp như vậy đó, thì trong những cái hình dung của anh về Xuân Diệu, có những cái kỷ niệm ngoài đời nào không? Mà anh bây giờ nghĩ lại anh thấy rất là ý nghĩa. Rất nhiều đấy, rất dạ. nhiều. Ví dụ như tôi xin thưa rằng cái tấm áo mà tôi mặc ấy, cái tấm áo mà tôi mặc để mà mặc để chụp ảnh ấy, vì tôi nói là ngày xưa tôi nghèo lắm, cả nhà nghèo lắm. Toàn mặc áo bố đụp mẹ, đúng không ạ? Toàn mặc áo đụp thôi. Dạ. Có mỗi cái áo mà Pháp về Pháp quay phim đấy. Đấy, cái áo mà áo trắng đấy. Dạ. Thì đấy chính là cái 2 mét vải mà Xuân Diệu cho. Ồ. Ông cho tôi cái 2 mét vải ấy. Mà thời đấy 2 mét vải là quý lắm. Khiếm lắm. Dạ. Thì Xuân Diệu đã cho tôi 2 cái mét vải ấy. Đấy là cái mà tôi nhớ mãi. Nhớ mãi. Hồi đó Xuân Diệu còn cho con Bế Kiến Quốc một chỉ vàng cơ. À thế ạ. Thế nhưng mà ông thế này nhá, phải nói Xuân Diệu là con người cũng rất đặc biệt. Ông đi đâu ông cũng đòi. Và nhiều người cũng ghét ông lắm. Ví dụ như là ông đến ông nói chuyện ấy, ông đòi phải cho ông uống bia. Phải ăn trứng. Trứng hút. Tức là trứng gọi là trứng quậy lên đấy. À, trứng đánh. Đánh trứng ấy. À. Ông đòi phải có trứng. Ông đòi phải có bia. Đấy. Ông đòi. Thế và nhiều người ta ghét ông vì cái đó. Sao cái hạch sách thế? Đấy. Nhưng mà sau này đấy thì ông mới nói cho tôi, thì nói thật là tôi ướt nước mắt đấy. Đấy. Ông bảo thế này này, chú không vợ không con, ai chăm chú, mà chú cần phải khỏe để chú phục vụ công chúng, thành ra chú đòi như thế đấy. Để không được rẻ rúng thơ ca. Em hiểu không? Không được rẻ rúng thơ ca. Còn nếu ai không chịu được thì thôi. Đừng mời các nhà thơ làm gì. Đấy. Hay là ví dụ như hồi đó cứ mời Xuân Diệu cùng với một nhà thơ trẻ nữa là ông không đi đâu. Ông nói thế sao nhà thơ sao này xếp nhà thơ lớn với nhà thơ hạng 3 là thế nào? Năm toa đen. Đấy. Ông cứ nói thẳng như thế. Đừng có lộn xộn theo kiểu như vậy. Đấy nhá. Và ông đòi hỏi. Và ông bảo đấy là chú nâng cao cái chất lượng của thơ ca đấy. Cái giá trị của thơ ca đấy. Nếu ai không chịu được thì thôi. Đừng có mời nhà thơ nữa. Cái câu mà anh vừa nói là Xuân Diệu nói là chú sống một mình ấy mà. Ừ. Thì nó gợi cho em một cái cảm giác rằng là thật ra đây là một con người rất cô đơn. Rất cô đơn. Và anh đã đến nhà Xuân Diệu rồi, anh cảm nhận gì về cái sự cô đơn của ông? Ông rất cô đơn và tôi đã viết trong ấy rồi. À. Có những buổi mà ông ăn, ông dùng cái cơm nguội, ông bóp này. Mà cái son này bé tí. Đấy. Tay Xuân Diệu lại to, bóp cái đó để mà rang cái cơm nguội. Ông sống tằn tiện lắm.
Thế nhưng mà có tiền ở đấy ông lại cho tôi cái tấm áo. Mà hồi đó phải mua ở chợ đen chứ. Rồi ông lại cho con Bế Kiến Quốc một chỉ vàng cơ mà. Mà chỉ vàng hồi đó nó to lắm. Bằng cả một gia tài đấy. Lý do cho là ông trân quý về kiến quốc. Trân quý Bế Kiến Quốc. Vì hồi đó Bế Kiến Quốc có viết một bài về Huy Cận. Ông khen lắm. Ông ở đây cháu đã đọc chú Quốc viết về Huy Cận chưa? Đây này. Bài đây này. Thế và ông bảo hay lắm. Hay lắm. Thế và ông tặng con Bế Kiến Quốc một chỉ vàng. Khi mà Bế Kiến Quốc vừa 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 vừa, vừa đẻ vừa có được con đầu lòng thì đấy xuân diệu như vậy. Hay là ông đến nhà tôi ông bảo với mẹ tôi, ông gọi mẹ tôi là chị, nhưng thực ra mẹ tôi còn kém tuổi ông. Mẹ tôi sinh 1919, bố tôi là sinh 1920 bằng tuổi Tố Hữu. Thế còn Xuân Diệu thì sinh năm 17, hơn mẹ tôi 2 tuổi. Đấy, ông bảo rằng là tôi sẽ về đây ăn cơm với nhà mình, nhưng mà chị đừng thịt gà. Đấy, chị chỉ cho tôi một cái tí tép riu kho với khế thôi. Đấy, tức là cái món ăn dành cho người nghèo. Đấy, dành cho người nghèo. Ông sợ mình gọi là tốn kém Ông đúng ấy không ạ? sợ mình tốn kém. Thế nhưng đi người khác ông hạch sách đấy. Phải có thịt gà đấy. Phải có sữa này. Phải uống sữa này. Phải uống bia này. Đấy, phải có trứng, gọi là trứng, Đánh trứng, chứng trứng đánh. đánh đấy. Thế như đấy, như thế. Nhưng mà thực sự là ông là như vậy đấy. Xuân Diệu Cho là nên như thế. là ở ngoài đời có thể sẽ có rất nhiều người yêu ông nhưng cũng sẽ có rất nhiều người là ngại gặp ông đúng không ạ? Bởi vì là ông có gì không ổn, ông nói thẳng toẹt luôn. Mà cách nói của ông cũng đanh đá đúng không? Ông nói là nói hết mức luôn đấy. Chứ ông không có gượng nhẹ đâu. Có ai bị choáng bởi những cái nói hết mức đấy không? Nhiều chứ, có người cũng ghét ông cụ đấy. Là vì thế. Nhưng thôi tôi không nhắc lại cái điều đó làm gì. Nhưng mà đấy, Xuân Diệu là người như thế. Nhưng mà ông phải nói là rất đặc biệt. Tôi có thể nói là với tôi là ông chân thành. Và ông có những cái góp ý mà sau này tôi hiểu một cách sâu sắc. Tôi thấy là cái việc làm thơ nó vất vả thế nào. Tôi nhìn Xuân Diệu ấy, và cũng từ Xuân Diệu mà tôi mới có ý thức về cái gọi là cái nghề thơ nó công phu ra làm sao. Em thì Đấy, anh có viết rằng hồi đó là tôi có viết một bài thơ tặng Xuân Diệu đấy chứ. Là bài Ở Nhà Chú Xuân Diệu. Năm ấy là năm 25 năm thơ của Xuân Diệu. 25 năm thơ thôi. Đấy, thì tôi có bài bài mà Ở Nhà Chú Xuân Diệu. Tôi ghép tên các tác phẩm của Xuân Diệu vào. Đấy. Ngôi nhà chú Diệu đây rồi. Hàng cây xuân với khoảng trời cũng xuân. Chim không hót động vườn dâm mà nghe tiếng bạc trong ngần líu lo. Trong nhà bề bộn những thơ từng chùm sấu nhỏ nhấp nhô mái hồi. Từng chùm sấu nhỏ là Xuân Diệu có bài thơ Quả Sấu Non Trên Cao không? Trong từng chùm sấu nhỏ nhấp nhô mái hồi. Lặng im vồn vã những lời, những sông, những núi, những người, những ta. Ngày xuân xanh suốt tuổi già, tiếng hương rối rít, tiếng hoa phập phồng. Vì ông có gửi hương cho gió mà. Đâu là riêng, đâu là chung. Tập riêng chung. Riêng chung là tập thơ Xuân Diệu. 25 năm một khối hồng trong thơ. Phải đâu một sớm một trưa mà tầm nhả một mùa tơ óng vàng. Làm thơ cũng lắm gian lao. Đây là riêng một câu thơ của Xuân Diệu. Làm thơ Gian cũng nan. lắm gian nan. Bỗng nhiên cánh cửa mở toang chú vào. Như hai đợt sóng ào ào. Hai đợt sóng là thơ Xuân Diệu. Tên tập Như Cây Đời Vẫn Rì Rào Sắc Xuân.
Đấy là bài thơ tôi tặng Xuân Diệu. Sau đó Xuân Diệu có nói gì không ạ về bài Ông thơ? rất thích cái bài thơ này. À. Ông rất thích cái bài thơ này. Và ông có giới thiệu cái bài thơ đó với Felix Pietro Rodriguez, là một nhà thơ rất lớn của Cuba. Sau này thì Xuân Diệu này và Felix Pietro Rodriguez thì cũng có về nhà tôi. Đấy. Cho nên có thể nói rằng là cái căn nhà của tôi có nhiều kỷ niệm với các nhà thơ lớn lắm. Thì đấy, Xuân Diệu là người mà có thể nói là rất đặc biệt mà đối với tôi. Cái khoảnh khắc mà Xuân Diệu nằm xuống nó diễn ra với anh như thế nào? Lúc đấy anh đang ở đâu và sau Khi đó đó thì cảm xúc của anh thế nào? tôi đi vắng chứ không ở nhà. À, Đấy, nhưng mà tôi về thì muộn. năm 1985 đúng không anh? Ừ, Dạ. năm 1985, Dạ. cuối năm 85, tháng 12 năm 85. Hồi đó đang có cái hội nghị các nhà văn trẻ. Đấy. Thì tôi về muộn cho nên là tôi nhào ra thẳng cái Nhà tang nghĩa lễ à, trang nghĩa Văn Điển. trang Văn Điển. Thì lúc ấy là đã đang đắp những ngôi mộ cuối cùng của Xuân Diệu. Thực ra mấy hôm đó gần như trong tôi là nó gần như nó cạn kiệt. Tôi không có một cái xúc cảm gì cả. Người như chết lặng ấy. Đấy, không có một xúc cảm gì. Nhưng mà đến khi mà cô Bạch Diệp ấy đắp cái vòng hoa lên mộ Xuân Diệu. Tức là mộ chồng cũ đúng không ạ? Xuân Ừ, Diệu là tức chồng là cũ của người cô Bạch vợ Diệp. cũ Dạ. của Xuân Diệu. Dạ. Ông có lấy cô Bạch Diệp là Dạ. một nhà Đạo đạo diễn. diễn. Đấy, thế thì khi đó thì có thể nói rằng là mọi người thì đều là kính viếng đồng chí Xuân Diệu, kính viếng viện sĩ Xuân Diệu, vì ông là viện thông tấn của Cộng hòa Liên bang Đức mà. Dạ. Thế rồi là kính viếng nhà thơ Nhà Xuân thơ Diệu, Xuân Diệu. kính viếng nhà thơ lớn, nhưng mà chỉ có một vòng hoa không có tên. Đấy, không gọi là Xuân Diệu mà chỉ có ba chữ thôi: Vĩnh biệt anh. Chữ trắng trên nền đen. Và đấy là một vành hoa trắng. Đấy, vòng hoa trắng, trắng muốt đi. Đấy là vòng hoa của Bạch Diệp. Và khi ấp cái vòng hoa đó cuối cùng lên mộ Xuân Diệu, thì nói thật, tôi đã khóc. Chính cái vòng hoa đó, vòng hoa chỉ có ba chữ thôi: Vĩnh biệt anh. Và là vòng hoa trắng. Đấy, thì mới hiểu được Xuân Diệu như là. Cô đơn đến phút cuối cùng, Ừ. đúng không anh? Dạ. Cho nên ông có một cái bài thơ rất hay. Tôi đợi cái này từ đã lâu. Cái này cái giây phút ra đi đấy. Bây giờ nó đến, dẫu hơi mong. Đã không tránh được thì tôi tiếp một cách đau thương nhưng ngẩng đầu. Đó. Và cuối cùng là hãy để cho tôi được dã từ. Đấy, vẫy chào cõi thực để vào hư. Trong hơi thở chót dâng trời đất vẫn cứ si tình đến ngất ngư. Thì đấy là Xuân Diệu. Dạ. Phải Và nói tôi có cái rằng kỷ niệm với Xuân Diệu là ở chỗ ấy. dạ. Đấy. Và đến bây giờ thì tôi thấy là ông vẫn để lại cho tôi một cái ấn tượng rất đặc biệt. Dạ. Rất đặc biệt. Trong một cái chương trình mà chúng ta nhớ về những nhà thơ mà đã gắn bó với anh thì chúng ta đã nói rất nhiều về Xuân Diệu. Nhưng mà bên cạnh Xuân Diệu thì em nghĩ là còn những nhà thơ lớn nữa cũng ảnh hưởng đến anh, hoặc là cũng đưa cho anh những bài học, những câu chuyện, những thông tin nào đó. Ví dụ như Tố Hữu chẳng hạn. Thì không biết rằng là nói đến Tố Hữu, anh Khoa nghĩ đến điều gì? Tôi thì lần đầu tiên gặp Dạ. Tố Hữu ấy là ngày mùng 2 tháng 6 năm 1969. Anh nhớ từng ngày, Tôi nhớ nhớ cả lắm. ngày cả tháng. Tôi nhớ. À, Vì trước đó ngày 30 tháng 5
thì chúng tôi lên tham quan Hà Nội. Đấy là lần đầu tiên tôi được biết Hà Nội. Năm 69. Thì cái đoàn gồm có 21 người. Đấy, 21 người. Thì trong đó có 19 thầy cô và có hai học trò. Một là Trần Văn Lập, là con một bác bí thư huyện ủy huyện Nam Sách, và tôi là đứa thứ hai. Thế nhưng mà sau này thì tôi mới biết rằng khi tôi đến đấy thì cô Lê Thu Trà lúc bây giờ là phó chủ tịch hội đồng chăm sóc trẻ con trung ương đấy, hội đồng đội trung ương đấy, cô là phó chủ tịch ủy ban chăm sóc trẻ con, mà chủ tịch là phó chủ tịch Tôn Đức Thắng, bác Tôn là chủ tịch đấy hội chăm sóc trẻ con ấy, thì cô Lê Thu Trà là phó phó chủ tịch. Thế khi tôi đến thì sau này tôi mới biết là hóa ra là cô Lê Thu Trà có báo cáo với bác Hồ là cháu Khoa có về Hà Nội. Và trước đó thì tôi có chép tặng bác Hồ một tập thơ. Thực ra thì tôi không 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 biết làm cái việc đó đâu, nhưng mà các thầy các cô xui tôi. Vì hồi đó chúng tôi là bác Hồ lúc bây giờ là thân thiết lắm, cho nên chúng tôi coi như là một một người ông, một người bác ở trong nhà đấy. Cho nên cứ có thế nào lại khoe với bác Hồ, làm được việc gì tốt lại khoe bác Hồ. Có những đứa bị bố mẹ mắng oan, con lại viết thư mách bác Hồ. Đấy, cụ Hồ giản dị như thế, gần gũi như thế các bạn. Đấy, thế thì chúng tôi có một cái phong trào gọi là viết thư kể chuyện việc tốt với bác Hồ, kỷ niệm nhân chuẩn bị bác 80 tuổi, năm là năm bác 79. Thế thì chúng tôi có à năm năm 68 chứ, 68 năm là năm bác 78 tuổi đấy. Thế thì hồi đó là chúng tôi có viết, mọi người thì các bạn ấy kể chuyện rào rào ấy. Những cái chăn trâu này, chăn trâu béo này, nuôi trâu béo trâu khỏe này, vác ngụy trang ra trận địa cho các chú bộ đội này, nhặt được tiền rơi thì Trả trả lại. lại cho người mất này, nhặt được cái bút máy thì trả lại cho bạn mất này, rất nhiều. Nhưng tôi chả có thành tích gì cả. Cô giáo và em làm thơ thế cũng là thành tích. Bác bảo là trẻ con như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Thế thì cháu không phải, em không phải chỉ biết ăn ngủ đấy mà lại còn biết làm thơ nữa. Thì bây giờ em viết bức thư cho bác Hồ và em chép 20 bài thơ tặng bác. Thế là tôi chép 20 bài thơ tặng bác Hồ. Xong đó thì tôi gửi ở cái bưu điện ở xã. Tôi cũng gửi vào đấy rất bình thường, nên tôi không nghĩ rằng cái đó đến đến tay bác Hồ. À, về sau đến tay bác luôn Thế thì cuối cùng là ạ. đến tay bác. À, Đến tay bác. Thì khi mà cô Lê Thu Trà báo là tôi đến thì bác quyết định là cho gặp. Đấy là ngày mùng 1 tháng 6 năm 1969. Khi đó thì bác Hồ đã mệt lắm rồi. Thế nhưng bác gặp hôm ấy là bác gặp với các cháu thiếu nhi của trường âm nhạc Việt Nam. Đấy, thì tôi hòa vào cái đám đó với các em ở trường âm nhạc, với các bạn của cái khoa thanh nhạc của cái nhạc viện Hà Nội ấy, để gặp bác Hồ. Gặp trong cả khoảng 20 cháu đấy, thì gặp bác trong cái đó. Thế nhưng hồi đó người ta không nói. Đấy, chú Trương Đình Bảng về đó đón tôi. Nhưng chỉ bảo là gặp một bác cán bộ quan trọng. Thế nhưng mà thầy hiệu trưởng để cho cả đoàn đi cơ, chứ không để cho một mình Trần Đạo Khoa đi. Vì sợ Trần Đạo Khoa đi một mình mà Trần Đạo Khoa lại phát biểu một cái gì đó mà nó lại sai lập trường quan điểm thì chết. Thì hồi đó có thể phê phán các thầy chứ. Các thầy phải chịu trách nhiệm ấy. Vì dạy bảo học sinh như thế nào. Thế là thầy sợ, thầy không cho đi. Thầy báo cáo với chú Trương Đình Bảng, giám đốc nhà xuất bản Kim Đồng ấy, là cho Khoa nó ốm. Đấy, nếu đi thì phải đi cả 21 người Còn cơ. không thì thôi. Còn không thì thôi.
À thế như vậy là rốt cuộc anh lại không đi. Thì không được, nhưng mà chỉ được một cháu khoa đi thôi, chứ không được 21 người. Và thì trên Đấy. kia về sau là các thầy không đồng ý Thì phải xong đó thì là ban tổ chức không đồng ý. Thế thì coi như là không không và không như vậy là có. anh lại lỡ cái chuyến Tôi gặp lỡ Bác mất Hồ cái rồi. đó. Thế thì cái hôm mấy sau này thì các bạn thiếu nhi của trường nhạc ấy có gặp Bác Hồ và có một cái phim về Bác Hồ của chúng em. Đấy là đúng ngày mùng 1 tháng 6 năm 69. Khi đó bác đã mệt lắm rồi. Và 3 tháng sau là bác mất. Đấy, hiện nay là vẫn còn cái bộ phim ấy. Bộ phim rất xúc động. Như trong đó được có chú Tô Hữu và cùng tiếp với bác. Nhưng mà chú Tô Hữu cùng tiếp là vì trong đó có Trần Đăng Khoa. Thì nhà thơ Tô Hữu mới cùng tiếp. Chứ không là nếu các cháu âm nhạc thì chú Tô Hữu thì không 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 có điều gì để mà Nhưng mà cuối cùng lại tiếp lỡ cả. không gặp Trần Đăng Nhưng Khoa mà lại nữa. không gặp Trần Đăng Khoa. Thế là ngày hôm sau 21 người đổ bộ vào nhà bác Tô Hữu. Thì bác Tô Hữu đồng ý gặp. Gặp toàn bộ. Đấy, cả trường luôn. Đổ vào nhà nhà thơ Tô Hữu. Thì lúc ấy bác Tô Hữu mới thông báo là bác Hồ hôm qua bác rất tiếc là không gặp được cháu. Đấy, không gặp được cháu. Và bác có dặn chú nói lại với cháu là thôi cháu hãy chịu khó học thật giỏi, là cháu ngoan bác Hồ đã rồi hẳn là nhà thơ. Đấy, ý cụ Hồ sâu sắc rồi. Hãy là cháu ngoan của bác Hồ đã rồi làm nhà thơ sau. Thế rồi sang năm bác 80 thì bác cháu ta sẽ gặp nhau. Đấy thì bác Tô Hữu có nói như thế. Thì tôi mới biết là hóa ra là mình lỡ mất cuộc gặp bác Hồ. Cái hôm ấy tôi đến thì tôi có một cái bài thơ viết về về bác Hồ cũng 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 rất đặc biệt. Đấy, bác ơi cháu đến đây rồi. Đấy, Ba Đình phượng đỏ một trời tiếng ve. Cháu nghe Hà Nội vào hè, hồ gươm nước biếc, bốn bề hoa tươi. Đặc biệt hai câu này, sang năm bác 80 rồi. Bác ơi, bác thấy trong người khỏe không? Hàng ngày chúng cháu ước mong bác vui, bác khỏe là lòng cháu vui. Bác lo nghĩ suốt một đời để cho chúng cháu vui chơi từng ngày. Đất trời sáng lắm hôm nay, cháu nhìn mái ngói bóng cây bồi hồi. Và bác ơi cháu đến đây rồi, xanh trên nhà bác vẫn trời mùa thu. Đấy em thấy không, đầu đầu tiên là Hà Nội vào hè, nhưng mà cuối cùng kết luận xanh trên nhà bác Hồ vẫn là mùa thu. Vì đấy chính là mùa cách mạng tháng 8, cái mùa mà bác đã về. Đấy, thế thì là một ngày mà bác đọc tuyên ngôn độc lập. Đấy, thế thì khi mà bác Hồ nói thế là bác bảo là sang năm thì bác 80. Nhưng mà tôi có một cái linh cảm rất lạ. Đấy, tôi có một cái linh cảm rất lạ. Và cái năm ấy thì tôi lại ở Hà Nội vì là bị đau mắt. Đấy, vì hỏng hoàn toàn con mắt phải. Tôi thực ra là anh chàng mắt chột đi chứ. À thế ạ? Mắt phải không nhìn thấy gì À hết. anh toàn nhìn vào mắt trái một mắt ạ? Chỉ có mỗi mắt trái nữa thôi. À Mắt vâng. phải là không nhìn thấy gì hết. Đấy. Thế Thế cho cái nên tôi năm đó mới anh ở viết Hà là Nội. một mắt cháu đã mờ rồi, nhưng sao lại một mắt. Cái mắt cháu tưởng đã mờ rồi. Nhưng hồi đó là như vậy. Hỏng mất con mắt phải. Nhưng mà Đấy. linh cảm của anh thì như thế Không, ạ? Dạ. mà cái hồi đó là thế này này. Hồi đó là tôi đang chữa bệnh, chữa mắt ở bệnh viện Hà Nội. Thì đêm mùng 2 tháng 9 ấy, thì bác sĩ thân người miền Nam có dùng cái xe mobilet chở tôi đi một vòng qua Hồ Gươm. Mọi người quy tụ ở đấy rất đông, chờ pháo hoa nhưng không thấy. Và ai cũng buồn. Thế thì tôi linh cảm thấy có một cái điều gì đó không bình thường.
Đấy, không bình thường. Đấy, không hề có pháo hoa. Và cái không khí nó rất là ắng lặng, buồn. Và đấy, tôi linh cảm đấy có một cái điều gì đó. Đấy, ngày mùng 2 tháng 9. Thực ra thì bác đã mất ngày mùng 2 tháng 9. À, dạ. 9 giờ 47 phút ngày mùng 2 tháng 9 là bác đã mất. Thành ra các bác sĩ biết. Ngay bác sĩ thân mà đưa tôi đi thì bác sĩ thân cũng đã biết. Cho chung cũng buồn. Đấy. Rất buồn. Xong đó thì không sáng ngày mùng 3 thì đài mới đưa thông tin. Đấy, thông tin là bác Hồ bị mệt nặng. Đấy. Khi báo cái thông tin đến bác thân là thông báo với tôi thì bác sĩ thân khóc. Bác sĩ thân khóc thì tôi biết là cụ mất rồi. Đấy. Và anh viết ngay một bài Và thơ bác đúng sĩ không ạ? thân có nói một câu thế này Dạ. là cháu ơi, phải đề phòng trường hợp xấu nhất thì cháu nên viết một cái bài thơ nhớ bác. Đấy. Nhớ bác để bệnh viện mình sẽ truy điệu bác. Thế thì khi đó là tôi viết ngay. Đấy, Anh đọc bài thơ đấy tôi để viết nhớ. ngay ngày mùng 3 tháng 9. Dạ. Đúng vào ngày mà thông báo là bác Hồ ốm đấy, thì tôi đã viết cái bài thơ rồi. Đấy. Bài đó là cháu buốt ở trong tim này, chỗ đeo tang suốt đêm ngày bác ơi. Đấy. Cháu không nói được lên lời, ruột gan nhức nhối, đất trời quặn đau. Bác ơi, bác vội đi đâu? Hôm nay cháu nén nỗi đau muôn đời. Mắt cháu tưởng đã mờ rồi, cháu ngồi cháu khóc, đất trời đổ mưa. Bác ơi, cháu chẳng bao giờ còn vui gặp bác, cháu chờ đã lâu. Bác cho chúng cháu mai sau, núi sông bất khuất, mạnh dầu thắm tươi. Và cháu thề phấn đấu suốt đời như lời bác dạy nên người bác mong. Cái câu mà chẳng bác ơi cháu chẳng bao giờ còn vui gặp bác, cháu chờ đã lâu, là bác hẹn là sẽ gặp bác qua nhà thơ Tố Hữu. Thế thì tôi đã viết ngay từ đầu tiên cái bài thơ ấy. Sau này thì ngày mùng 9 thì ngày cuối cùng viếng bác đấy thì tôi đã có một bài thơ thứ hai là bài em gặp bác Hồ. Đấy, có ai se sẽ ngồi xuống đầu giường, đưa bàn tay mát như kem sữa, xoa lên trán em đang bớt lửa, vuốt lên mắt em đang bị mờ. À bác Hồ ta đó. Thoạt đầu tôi viết này, bác mặc tấm áo kaki nửa đen nửa đỏ, trán bác có ngôi sao thảo nào bác đi đêm không lạc. Thì khi bác mặc tấm áo kaki nửa đen nửa đỏ ấy, thì đấy chính là cái tang đấy, cái tang mà một nửa đen một nửa đỏ này này tang đeo vào đây Dạ. đấy, cái ấy tang. Thì bác mặc tấm áo kaki nửa đen nửa đỏ thì cái câu ấy là câu nó thật về hồi đó, đấy chính là cái tang ngày mất bác Hồ. Thế nhưng viết như thế nó sợ quá, thế thì tôi lại chữa lại, bác mặc tấm áo kaki bàng bạc xương rừng bác bỏ, trán bác có ngôi sao thảo nào bác đi đêm không lạc. Bác ơi bác cười rung rung chòm râu, mắt bác sao mà thương thế, tóc bác thơm lừng gió bẻ thơm nắng đường xa. Bác cho em nhiều quà và khen dạo này em béo khỏe hơn ngày xưa nhiều. Cúc áo em bị đứt từ chiều, đêm phanh ra hở ngực, bác đắp vào cho em, rồi bác ra rất êm. Bác đi rồi, em bỗng òa lên khóc. Tỉnh dậy thấy ướt đầm mái tóc, nhìn xem bác có đâu đây. Chỉ thấy đầy trời đèn sáng mưa bay. Hồi bác Hồ mất này, 9 ngày mưa tầm tã này. Đấy, người người lặng yên đi viếng bác, bóng đèn rưng rưng nước mắt. Ừ đúng rồi, bệnh viện em vừa truy điệu bác chiều nay, nhưng bác yên nghỉ ban ngày,
Chứ đêm đêm là bác rời linh cữu, bác chào chú bộ đội, rồi đi vòng quanh khắp trên thế giới để chăm chút trẻ con, nhất là đứa nào phải nằm trong bệnh viện. Đấy là bài Em gặp bác Hồ. Đấy. Thì cái hôm ấy là bác Trường Chinh cũng có gặp tôi. Dạ. Bác Lê Thu Trà đấy. Dạ. Có đưa tôi gặp bác Trường Chinh. Dạ. Thì đấy là buổi chiều ngày mùng 9. Dạ. Tức là ngày cuối cùng của tang bác. Dạ. Đấy. Thì hồi đó là tôi mới vào để viếng viếng bác Hồ đấy. Dạ. Thì lúc ấy là di hài bác đã chuyển đi rồi. Chuyển đi rồi. Và chỉ còn cái dép cao su thôi. Nhưng mọi người vẫn đến rất đông và viếng. Thế nhưng mà sau này thì tôi mới biết là cụ Hồ không phải mất ngày mùng 3 tháng 9. Mà là ngày mùng 2 tháng 9. Và chính cái này thì bác Tô Hữu đã nói với tôi. Ông Tô Hữu đã nói với tôi, ông nói thế này này. Cụ Hồ thì không phải mất ngày mùng 2 tháng 9 đâu. 3 tháng 9 thôi. À, ngày mùng 3 tháng 9 đâu, mà là ngày mùng 2 tháng 9. Nhưng mà lúc ấy thì ngày mùng 2 tháng 9 lại là ngày Quốc Khánh. Ta không thể công bố ngày đó được, nên phải lùi lại một ngày. Nhưng mà mình là nhà thơ, mình phải có cách nói thế nào đó để mình vẫn nói cho dân biết ngày đau thương thực sự ấy là ngày nào. Thì ông Tô Hữu bảo là mình có cách nói. Đấy là còn đây trong mát sáng tuyên ngôn. Đấy, thì đúng là ngày mùng 2 tháng 9. Ông viết trong bài thơ của ông. Dạ. Bài Theo Chân Bác. Theo Chân Bác. Thì còn đây trong mát sáng tuyên ngôn là Tô Hữu đã thầm báo cho mọi người biết là bác Hồ mất ngày mùng 2 tháng 9. Dạ. Sau này thì chúng ta mới công khai ngày bác mất thật. Thì đấy là như vậy. Nhưng mà những khi mà nói về Tô Hữu, về bác Hồ thì em có một cái ý nghĩ đột xuất như thế này. Tô Hữu viết về bác Hồ nhiều. Anh Khoa cũng viết về bác Hồ. Nhưng mà ngoài những nhà thơ Việt Nam ấy, thì hình như là em nhớ là có một nhà thơ Cuba và hình như có một nhà thơ của Bulgaria nữa cũng viết về bác Hồ rất là đặc biệt, đúng không anh? Đúng rồi. Và đúng rồi. Anh có biết họ không ạ? Em tin đấy. Dạ. Em tin đấy. Dạ. Thực ra là thế này này. Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy là một đề tài lớn trong văn học. Dạ. Rất nhiều bài viết về bác. Và hầu như bài nào cũng hay. Các ca khúc viết ở bác Hồ hay vô cùng. Đấy, bài nào cũng hay. Nhưng mà theo anh Khoa đấy, thì viết hay nhất về ngày bác mất chính là Việt Phương. À, Việt Phương ạ. Việt Phương. Nhưng mà còn Tố Hữu là viết nhiều về bác và chân thành nhất. Chân thành nhất. Đấy, và Tố Hữu viết về bác là chân thật như là người con trong nhà đấy. Như con khóc cha đấy. Trong ngày xưa mà Tô Hữu có cái bài gọi bài Bác ơi, viết ngày mùng 4 tháng 9, tức là sau mình một ngày. Thì Tô Hữu có bài đó. Bài đó thì sau này ông bảo là nếu như sau này cần chọn, mình có hỏi Tô Hữu là thế như sau này trong các bài thơ của chú ấy, thì nếu như mà chỉ chọn một bài thôi thì chú thích bài nào? Thì ông bảo bài Bác ơi. Thế nhưng bài Bác ơi khi mới đầu ra đấy, thì có những người lại nói là tại sao Tô Hữu lại viết là trái bưởi kia vàng ngọt với ai, thơm cho ai nữa hỡi hoa nhài. Đấy, bác mất thì nhưng mà đâu phải là không còn ai nữa. Đấy, đâu phải như thế. Thế còn Bộ Chính trị chứ, còn Trung ương Đảng chứ. Đấy, sao lại trái bưởi kia vàng ngọt với ai? Nhưng mà khổ nỗi thế này này, là đây là con khóc cha. Đấy, con khóc cha thì đừng lên chi ly hóa như thế. Tố Hữu là con khóc cha. Vì hồi đó Huy Cận là bác Hồ ơi. Trên viên là hãy để quân thù, đừng để quân thù nghe ta khóc ơi em, vết thương phải thành sẹo ngay đi mà đánh giặc. Ta đã đau rồi đừng để đau thêm, ta còn cả một đời ta khóc bác. Nhưng mà Tố Hữu thì này, bác ơi, chứ không có bác Hồ ơi. Cái bác ơi là đã rất ruột thịt rồi, rất gần gũi rồi. Thế cho nên là với người con khóc cha đấy, thì nếu như đọc bài thơ Tố Hữu thì y như con khóc cha.
con khóc bao giờ ông kể. Thế nhớ ơi bố ơi, bố chết rồi, bây giờ con còn biết ở với ai, con biết chăm chút ai, con lo cho bố thế này, con chăm bố thế kia. Y như thế, giống như một bà ở quê đấy, khóc khóc bố mất đấy. Thì thơ Tố Hữu là thế, chứ còn Việt chân Phương thành lại ở chỗ. khác ạ. Còn Việt Phương thì khác. À. Việt Phương thì sau bao năm đồng chí với người, cái bài thơ muôn vàn tình thương yêu trùm lên khắp quê hương, thì theo tôi là bài thơ hay, có thể nói hay nhất viết về bao khổ mất. Mà trong đó có câu như thế này: sau bao năm đồng chí với người, con gọi người đồng chí, là khi con vĩnh biệt người, đồng chí Bác Hồ ơi. Ngừng đập trái tim tột bực con người, cây cỏ đất trời không thật nữa, mắt ta nhìn cái gì cũng giả, ôi ước gì không thật cả nỗi đau mồ côi. Đây cái ý rất hay, cái ý rất hay. Nó ước gì là đây là không thật. Đấy, cây cỏ đất trời không thật nữa khi Bác mất đấy. Nhưng mà Việt Phương nên nói toẹt ra. Còn có một người tài vô cùng, đấy là ông Félix Pita Rodríguez, một Cuba. Cuba. Cuba, nhà thơ Cuba. Và theo tôi nếu như chọn một nhà thơ đặc sắc nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đấy chính là Félix Pita Rodríguez. Félix Pita Rodríguez là một nhà thơ lớn của Cuba. Ông là người đã dịch cái nhật ký trong tù của Bác Hồ sang tiếng Tây Ban Nha. Và ông cũng dịch toàn bộ cái tập thơ Góc Sân và Khoảng Trời của tôi sang tiếng Tây Ban Nha. Và hiện nay là ở cái bảo tàng nhà văn ấy, là có cái cuốn Góc Sân và Khoảng Trời do chính Félix Pita Rodríguez dịch. Đấy. Thế thì ông là người mà cái ý của Việt Phương ấy, thì ông triển khai thành cái tứ. Đấy, cây cỏ đất trời không thật nữa. Và Felix thì có hai bài viết ở Bác Hồ đều thuộc dạng đặc sắc. Bài thứ nhất là Hồ Chí Minh tên người là cả một niềm thơ. Đấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người nông dân cao quý Hồ Chí Minh. Đấy, và người đã chết đói 2 triệu lần những người dân chết đói năm 45 khủng khiếp. Đấy, ông đã viết một cái bài thơ rất đặc sắc, Hồ Chí Minh tên người là cả một niềm thơ. Và một bài riêng viết để Bác mất. Nhưng cái bài viết ở Bác mất này thì tài ở chỗ này nè. Cả bài không có chữ nào là Bác Hồ. Cả bài nhé, ngoài cái tên, và không có chữ nào là Bác mất. Đấy. Nhưng mà lại đúng cái tinh thần của Việt Phương. Nào, mắt ta nhìn cái gì cũng giả, ôi ước gì không thật cả nỗi đau mồ côi, và cây cỏ đất trời không thật nữa. Thế thì Felipe Pita Rodríguez là biến cái đó thành cái tứ của cả bài. Tên bài là Thủ đô Hà Nội nhớ Bác Hồ. Bài này cũng do Xuân Diệu dịch. Và dịch cũng giỏi. Tôi phải nói là dịch rất giỏi. Cả cái bài này phải nói độc đáo. Em thấy cả bài không có chữ nào Bác Hồ, không có chữ nào là Bác mất, mà nó ra cái tinh thần, cái hồn vía của khi Bác mất. Bởi vì khi Bác mất thì đất trời vẫn thế, Hồ Gươm vẫn thế, cây cỏ vẫn thế, nhưng mà hình như không còn thế nữa. Đấy là cái cảm giác có thực. Chỉ có những người trong cuộc thì mới hiểu được cái điều đó thôi. Tất cả đều còn đó, thế nhưng như tất cả đều là vắng thiếu. Hồ Kiếm, Hồ Tây vẫn đó, và chiếc cầu vẫn có trên sông, và ánh sáng thủ đô ôm tất cả vào lòng. Hà Nội ơi, ánh sáng của người êm ru cao ngất, ánh sáng như lọc qua gương trong vắt, như xuyên qua lụa mượt mà. Tất cả đều có đó, thế nhưng như tất cả đều là vắng thiếu. Theo tầm vóc thủ đô là nỗi nhớ thương. Đến bây giờ ta mới thấy có chữ nhớ thương. Theo tầm vóc thủ đô là nỗi nhớ thương. Hà Nội ơi, tôi làm con tinh cộng. Phố với phố, nhà với nhà, cây với cây,
và những vườn hoa, những áng mây trời và những cô thiếu nữ. Tất cả đều có đó, thế nhưng như tất cả đều là vắng thiếu, là buổi sáng mà như không phải là buổi sáng, là buổi chiều mà hình như cũng không phải buổi chiều, là ban đêm với những vì sao. Tôi đếm xem không thiếu một ngôi sao nào. Tuy nhiên vậy, Hà Nội ơi, tưởng nhớ như thể là thiếu tất cả các vì sao. Ôi trời. Đấy, bài thơ Thủ đô Hà Nội nhớ Bác Hồ. Sâu lắng và tinh tế. Tài đến thế. Ông còn có một bài nữa viết về Việt Nam cũng giỏi vô cùng. Ví dụ như cái bài mà khẩu pháo của Tô Vĩnh Diện. Đây mà... chúng ta ai cũng biết là Tô Vĩnh Diện là người lấy tên chèn pháo. Đúng rồi. Mà ông nói là với Tô Vĩnh Diện giây phút ấy khẩu pháo là Tổ quốc. Vì thế nên bằng mọi giá không để Tổ quốc xa xuống vực. Và anh đã cứu Tổ quốc. Đấy, thì cách nhìn của Felipe Rodriguez phải nói là rất tuyệt vời. Thế còn có một người nữa là Dimitrova, đúng không anh? Dimitrova là một trường hợp cũng rất đặc biệt. Của Bulgari thì phải. Bulgari. Bulgari, một nhà thơ Bulgari. Ông là một, bà là một nhà thơ rất lớn của Bulgari. Dạ. Bà đã 7 lần sang thăm Việt Nam. Dạ. Trong từ những năm mà gian nan nhất ấy, bà đã có mặt ở Việt Nam rồi. Và bà đã viết mấy cuốn sách về Việt Nam. Trong đó có cuốn Ngày Phán Xử Cuối Cùng và Vây Giữa Tình Yêu. À, bà viết rất hay. Tình yêu. Đúng rồi. Và ở nước ngoài là người ta biết đến Việt Nam là nhờ có bà Blaga Dimitrova. À. Đấy, có thể nói là nhờ bà Blaga Dimitrova mà bà mà người ta biết đến Việt Nam. Và đặc biệt là bà còn xin một em bé của người Việt về Việt Nam nuôi và làm con nuôi bà, nên là bé Hoàng Thu Hà. Đấy, bé Hoàng Thu Hà. Và một cái buổi trưa mà bà ghé thăm cái trại trẻ của Hải Phòng ấy, thì mọi người trông các cháu bé trông cái bà nó sợ hãi, nhưng mà riêng có một em bé thì nó không biết sợ là gì. Nó lại đến gần bên bà, một cái bà khổng lồ mắt xanh mũi lõ, thế và nó nên múa cho bà xem. Và bà nhìn cái bàn tay của nó, cái cánh tay của nó có rất nhiều những cái vết đỉa cắn. Bà nhìn cái bàn chân của nó cũng có những vết đỉa cắn. Và bà nhìn trong cái vòng tay này có cái chữ Hoàng Thu Hà. Bà bảo chữ gì đây? Bảo chữ Hoàng Thu Hà. Thế bà sao này, con lại ghi tên con vào đây? Cháu bé nó bảo để nếu như bom Mỹ có giết chết Hà thì cô giáo còn biết đây là Hà mà báo cho bố mẹ Hà biết. Thế bà ấy nói câu thế thì bà Blaga rũng rời. Và người dịch cho bà Blaga này là ông Chiến Lâm Viên. À. Ông nhại cái giọng như trẻ con. Bà ấy không yên được. Thế là bà ấy cứ luôn luôn bị cái quả bom nó ám ảnh. Và thế là bà về Việt Nam, bà quyết tâm sang để nuôi, để xin bằng được cái cháu bé ấy về để nuôi. Thế là rất vất vả để bà đưa cái cháu bé 5 tuổi từ Việt Nam qua rất nhiều thủ tục rườm rà lằng nhằng để về đến Bulgaria. Và sau này, sau hơn chục năm sau, thì bé Hà này đã rất giỏi tiếng Bulgaria, như quên hết tiếng Việt. Và vì thế nên bà đã viết thư cho Xuân Diệu, bảo tôi là thường xuyên viết thư cho bé Hà để qua đó bé Hà học tiếng Việt. Và chính vì thế mà tôi thành người thân của gia đình bà Blaga Dimitrova. À. Bà là nhà thơ rất lớn của Bulgaria. Và bà cũng viết về Bác Hồ đúng không ạ? Bà cũng viết về Bác Hồ. Dạ. Viết nhiều đấy. Dạ. Bà viết hay lắm, thơ hay lắm. Bà có cả một cái bài gọi là bài Gặp Gỡ Với Nụ Cười. Bà viết cả về cái người phụ nữ một mình có chửa đấy. Bà cảm giác là bà ấy đến Việt Nam cảm giác như gặp một thế giới của chết chóc. Nhưng cuối cùng bà lại gặp một nụ cười, một người phụ nữ đi bên cạnh hố bom.
và người phụ nữ này là đang có chửa, và bà ấy cảm giác như người phụ nữ đó đang đi nhặt tất cả những cái đống đổ vỡ của thế gian cho vào trong cái bụng phình tròn của mình để nhào quyện, để đẻ ra một thế giới vẹn nguyên. Đấy, thì bà viết về người đàn bà có chửa cũng rất hay. Người đàn bà một mình như thế nào, bà viết sâu sắc lắm. Đấy, và sau này thì khi năm 1979 ấy, thì tôi có sang Bulgaria cùng với ông Hà Minh Đức. Thế thì hồi đó bà chỉ là nhà văn thuần túy thôi, và nhà văn ở nước ngoài nó không có lương. Nhà mình thì nhà văn có lương. Chính vì thế cho nên là có những anh thì có khi viết không làng nhàng thôi, nhưng mà cứ có lương sẵn rồi. Trước đây nước ngoài không có chuyện đó. Nếu anh không có lương thì anh phải làm việc khác. Đấy, chứ anh không sống bằng nghề văn được. Còn nếu chỉ có những anh nào có tài thì có thể là sống được bằng nghề văn. Lúc anh sang là gia cảnh bà ấy nghèo? Không, bà ấy không nghèo. À, dạ. Nhưng mà bà ấy không có lương, dạ. Không ở cơ quan nào. Dạ. Bà ấy chỉ làm thơ viết văn thôi. Nhưng viết rất hay, viết rất hay. Và khi tôi sang đấy, thì bà ấy có tặng tôi và Hà Minh Đức một cái mỗi người một ít tiền. Và bà ấy tặng tôi 200 li va. 200 li va hồi đó nó to lắm. Chỉ có 5 li va đã là một đống quần áo rồi, đống vải rồi. Tôi mua vải tặng Xuân Diệu ấy là chỉ có 3 li va đấy. Đấy, thế thì là tôi bà tặng tôi 200 li va. Còn Hà Minh Đức bao nhiêu thì tôi không biết. Thế như đấy bà tặng như thế. Thế và sau đó thì là tôi nó có nhuận bút ở Bulgaria. Chính bà là người đã dịch thơ tôi sang đấy. Bà gọi tôi là mô gia của Việt Nam cơ mà. Đấy, đến mức như thế. Bà đánh giá rất cao. Trong cái cuốn Ngày Phan Sược cuối cùng là bà có trích cái dịch cái bài thơ của tôi là bài Sao Không Về Vàng Ơi. Đấy, bà có dịch ở đấy. Và bà có giới thiệu về tôi một đoạn rất đặc biệt ở đấy. Thế thì khi mà tôi sang đấy thì khi cái ngày cuối cùng ấy thì bà ấy đưa tôi đi, bà cho tiền, bà dặn đây này, cô muốn tặng cháu cái tập thơ của cô, nhưng mà nếu cô tặng cháu tập thơ thì cháu lại mất một bánh xà phòng. Khổ thế, cháu lại mất một bánh xà phòng. Cho nên thôi cháu về đi, rồi cô sẽ gửi cái tập thơ qua đường bưu điện sang tặng cháu. Bởi vì hồi đấy mình mang xà phòng về đúng không ạ? Mình không, sang đấy mình hồi đó nhà mình không có xà phòng đó. Bà ấy còn bảo thế này này, bây giờ ở Việt Nam xà phòng hiếm lắm. Đấy, thậm chí người ta còn lấy vôi, người ta mang tạp chất vào mà xà phòng giả đấy. Ở đây rất nhiều, cháu chịu khó mang xà phòng về, yeah. Mang các thứ về. Đấy, bà còn dặn như thế, bà cho tôi tiền. Thế nhưng mà ngày cuối cùng thì tôi đã có rất nhiều tiền. Vì mình có nhuận bút. Nhuận bút cũng do bà ra bà dịch thôi. Thế tôi đã có một đống tiền, đến hơn 200 đây bà. Thế thì rất nhiều tiền, thì cuối cùng là tôi mới quyết định thôi. Mời bà ra đi Mitrova một bữa cơm cùng với ông Jordan đó. Thế ông Jordan là nhà phê bình. Đấy, chồng bà Blaga kém bà nhiều. Lúc ấy bà khoảng chừng 53 tuổi rồi, nhưng ông Jordan này chỉ 42 tuổi rồi. Ông ấy có một đứa con riêng. Đấy, và sau này thì ông ấy cái Hà nó bảo là sao nhà ta không có đàn ông. Thế là bà ấy mới lấy cái ông Jordan này làm nhà phê bình. Thế thì có một cái tình yêu như thế. Đấy là bà lấy là vì cháu Hà thôi. Đấy. Thế thì sau đó thì bà ấy, tôi quyết định là tôi tặng, tôi mời cả bà ấy và ông Jordan cùng với Hà ăn một bữa cơm ở trên đỉnh Vitosa. Thì cái đỉnh núi đẹp lắm. Trông về nó là những con hươu nó đi ở ngoài cửa hở này rất là đặc biệt. Thế là tôi thì không biết tiếng Bun. Thế tôi chỉ trông cái gọi là cái gì nhỉ? Cái
Bản đồ ạ? Không phải, cái món ăn ấy, À, là menu, menu, có một cái menu. menu này. Thế là tôi không biết tiếng Bôn, cho tôi trông cái nào đắt là tôi chọn, tôi chọc này, chọc Trời chọc chọc này, ơi. bày la liệt rồi. Đấy, một cái bữa cỗ mà to chưa từng thấy, đấy này, toàn những món đắt tiền. Đấy, bởi vì tôi có 200 đề vàng cơ mà. Đấy, Thế bữa đấy hết bao nhiêu đi vậy? không, cũng chỉ khoảng hơn 100 đề vàng đâu. À, tôi một nửa nhuận bút rồi. Một Một nửa nửa nhuận nhuận bút. bút rồi. Tôi tặng bà chứ tôi mang tiền về làm gì. À. Vì bà còn cho tôi 200 đề vàng mà. À. Thế được cuối cùng là tôi mua rất nhiều thứ tôi Dạ. tặng bà. Tôi mời bà ăn. Thế để bày la liệt ra này. Thế lúc ấy bà ấy tủm tỉm cười. À, đây là món ăn của người nghèo. Chỉ người nghèo mới mới ăn thế này thôi. Đấy, bà tủm tỉm cười và cái cười của một cái người rất vị tha. Cái người rất từng trải, đặc biệt lắm. Đấy, thế là bà ấy xong đó đến khi ăn xong thì tôi ra tôi thanh toán. Đấy, khoảng hơn 100 đi vàng. Nhưng mà Phan Đăng biết thế nào không? Khi ra thanh toán ấy, Phan Đăng biết như nào? Ông chủ quán trên cái quán đỉnh Vitosa chỗ đắt vô cùng và toàn những khách sang nhất ăn ở đấy thôi. Thì chỉ có 5 đi vàng. Sao lại lấy giảm giá Chỉ có 5 đi vàng. à? Tôi ngạc nhiên quá. Ồ, 5 đi vàng thì không đủ một cốc rượu whisky. Nè. Đấy, một cốc rượu whisky 7 đi vàng. Nè. Thế đây là mấy cốc rượu cơ mà. Thế sao lại ít tiền thế này? Tôi hỏi là sao lại ít tiền thế? Đấy, không tôi là hỏi Hoàng Thu Hà. Bà em ơi sao lại ít tiền thế này? Và bà bảo là đây là quán ăn cho người nghèo. Cho nên là người ta giảm giá. Người ta giảm giá. Đấy. Thế và tôi cứ thế tôi đinh ninh như vậy. Đấy. Một bữa ăn thịnh soạn có 5 đi vàng tôi mời. Thế và đến khi tôi về đại sứ quán thì tôi kể cho đồng sứ đại sứ của ta ở Bulgaria, đại sứ quán Bulgaria. Thế thì anh bảo thôi, thế là anh bị bà ấy bỡn rồi. Bà ấy đã trả tiền trước rồi. Chỉ trừ Đấy. lại 5 neva cho mình Ừ, chỉ thôi. trừ lại 5 đề va cho anh trả thôi. Đấy, thành ra sau đó tôi cứ ân hận mãi vì bà không có lương. Em hiểu không? Mà bà lại trả cho mình như Bà thế. lại trả, bà cho mình bao nhiêu tiền rồi, Vâng. cả tôi cả Hà Minh Đức nữa. Thế và rồi bà lại 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 thanh toán cả cho mình như thế, Con người chỉ cho tấm mình lòng. chỉ có 5 đề va thôi. Cho đấy là con người kỳ lạ. Và sau này ấy, thì cái công cuộc đổi mới thì bà ấy lại được nhân dân yêu mến. Hồi đó khi bà Todor Zhivkova là bà chủ tịch của cái kiểu có cái hội phụ nữ của Bulgaria đến ấy, người ta vỗ tay nhưng mà chỉ mấy phút thôi chứ bà Blaga xuất hiện người ta vỗ tay rầm trời ấy. Đấy, rầm trời ấy. Thế Một tấm lòng lớn, một nhân cách lớn, đấy một thi sĩ lớn. bà ấy là Dạ. như thế, bà Blaga là bà như thế. Bà này này tôi cứ ân hận mãi. Sau này để tôi mới nói với Hà. Tôi bảo anh rất là áy náy và ân hận. Mà anh cứ tưởng em là về phe với anh. Đấy. Thành ra là cuối cùng là em lại không nói thật với anh. Là cô Blaga cô lại trả hết Thế rồi. bây giờ Hà làm gì và ở đâu vậy anh? Hà bây giờ thì tang thương lắm. À thế ạ? Ừ, tang thương Vẫn lắm. ở Bulgaria ạ? Vẫn ở Bulgaria bây giờ là Hà dạy dạy nhạc từ thiện cho các cháu mà vô gia cư ở trong nhà thờ. Phải rất là cảm ơn anh Trần Đăng Khoa. Bởi vì hôm nay thì anh em mình chảy trong dòng chảy ký ức của anh. Và chúng ta đã gặp rất nhiều nhà thơ. Từ Xuân Diệu, Tố Hữu ở Việt Nam, đến những nhà thơ Cuba, đến những nhà thơ Bulgari.
Và với mỗi một nhà thơ đó thì đều để lại trong anh, mà em cũng tin là trong lòng của quý vị khán giả nữa, rất là nhiều ấn tượng. Không biết rằng là trong một cái tập mà chúng ta nói về tình bạn nhiều như thế, ký ức về những nhà thơ lớn nhiều như thế, thì trước khi chia tay khán giả, anh Khoa có muốn gửi đến một thông điệp nào về đời sống, về cách mà con người đối đãi với nhau như tấm lòng của bà nhà thơ Bulgari đối với anh không? Thôi tôi lại xin đọc một bài thơ. Dạ, rất tuyệt vời. Tôi có một cái bài thơ đến Vác Na nhớ Najibit Mét tặng bà Blaga đấy. Dạ. Đấy, thế nhưng mà thôi, tôi sẽ đọc một bài mà nó có tính phổ quát. Dạ. Đấy là bài Moscow mùa đông năm 90. Đấy là bà Blaga cũng học ở trường Maxim Gorky. À, trường của anh. Dạ. Trường của tôi. Dạ. Nhưng mà cách đó mấy chục năm rồi. Dạ. Bà là nhà thơ rất lớn, có thể nói là thi hào Bulgaria. Và tôi là người chứng kiến toàn bộ cái giây khắc sụp đổ của Liên bang Xô Viết. Lúc anh đang học ở đấy. Tôi đang học ở đấy. Dạ. Ông John Reed ấy là người đã chứng kiến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội. Thì tôi đau đớn thay lại là người chứng kiến cái sự sụp đổ mà không như mong muốn. Và chúng ta ngay cả những người mà thực sự là giàu tưởng tượng nhất cũng không nghĩ lại có những lúc như thế. Liên Xô sụp đổ. Liên Xô sụp đổ. Đúng cái ngày 25 hay bao nhiêu đấy, tháng 12. Đấy, tôi không nhớ được chính xác. Như tháng 12 năm 90. Là cái hồi đó là ông Gorbachev, những ngày cuối cùng ấy, thì ông ấy đọc thoái vị. Tôi đã biết điều đó, cho nên là tôi đã có mặt ở tại quảng trường, mang theo một cái radio rất bé để nghe Gorbachev thoái vị. Thì đúng 12 giờ đêm, hôm ấy lạnh lắm, âm 30 độ ở tại quảng trường. Mà quảng trường thì vẫn như thế, vẫn có nhà hàng chiến binh đi gác lăng Lenin. 12 giờ vẫn là cái tiếng chuông trên quảng trường Kremlin. Đấy, đổ xuống cái sân quảng trường ấy. Thế và đúng 0 giờ thì tất cả những cái ngọn đèn cao áp ở xung quanh rọi lên trên cái nắp điện Kremlin. Thì lúc ấy mới xuất hiện một bóng người trông như một cái tăm nhòe đấy, bước ra. Và một lúc sau thì cái lá cờ của Liên bang Xô Viết ấy rơi xuống sân quảng trường như một cái lá úa. Lúc ấy tôi thấy rất nhiều các cựu chiến binh đã khóc. Và tôi cũng khóc. Đấy, trong cái sân quảng trường của Kremlin. Và anh viết một bài thơ luôn ạ. Và tôi đã viết cái bài gọi là Moscow mùa đông năm 80. Yeah. Năm đấy, 80 hay 90? À, năm 90. Dạ. Moscow mùa đông năm 90. Mời anh đọc bài thơ. Và hồi đó thì thế này. Dostoevsky đó là chính cái đẹp sẽ cứu thế giới. Nhưng tôi nghĩ không phải cái đẹp, mà chỉ có tình yêu mới cứu được thế giới thôi. Đấy, chỉ có tình yêu mới cứu được thế giới. Trong cái bài mà Moscow, trong cái bài gọi là Ở Nghĩa Trang Thành Phố, yeah, mà tôi đã đọc rồi đấy, yeah, trong đó có câu là ta nghe tiếng rì rầm của những hàng bia đá, con người ơi hãy thương lấy con người đấy. Không phải là một câu kêu gọi chung chung đâu, mà chỉ có con người, yêu thương con người thì mới cứu được cái thế giới này mà thôi. Đấy, mới thoát khỏi cái địa ngục trần gian. Đấy, bởi vì chính con người, nếu như con người yêu thương con người thì không có chiến tranh, không có máu đổ, không có những kiếp người bị đọa đày. Đấy, và nếu như ai cũng yêu thương nhau thì trái đất này sẽ không có những bi kịch khủng khiếp như hiện nay chúng ta vẫn thấy. Và cái ý nghĩ đó đấy, trào lên trong anh rất là dữ dội khi mà anh chứng kiến Liên Xô sụp đổ. Đúng rồi, năm 90. Sụp đổ. Và đến bây giờ cái hành tinh đâu phải đã yên. Tôi cảm giác là chỉ cần bật cái radio ra thôi,
thì thấy rằng là trên cái trái đất là nó nóng đến mức chỉ cần một cái tàn lửa rơi xuống thôi nó cũng để bùng cháy lên như một cái hỏa diễm sơn rồi. Đấy, thành ra tôi đã có một cái bài thơ Moscow mùa đông năm 90. Em mời anh ạ. Rồi tất cả sẽ qua thôi em à. Mọi sự kiện cũng sẽ qua như mốt váy ngắn dài. Những trí tuệ thông minh rồi sẽ thành lẫn cẩn. Có vẻ đẹp nào không héo úa tàn phai. Thời gian vẫn đi lạnh lùng khắc nghiệt. Có kiệt tước tác hôm qua, nay đã bẽ bàn rồi. Bao thần tượng ta tôn thờ cung kính. Mưa nắng bào mòn còn trơ lõi đất thôi. Ở nơi nào kia chiến tranh đang gầm rú. Những quốc gia nào đang thay ruột đổi ngôi. Trái đất mỏng manh và đáng thương biết mấy trước những mưu mô toan tính của con người. Trong thế giới đổi thay và cháo trở, anh yêu em, ta nào thiết gì đâu. Thôi đừng bận tâm về những gì sẽ tới, chỉ biết lúc này ta đang ở bên nhau. Và đến đây tôi dừng lại để tả cái hôn của cặp tình nhân. Ta dạt vào đâu đây niềm đắm say ngây ngất. Tuyết trắng muốt đầu mùa, những đỉnh tháp uy nghiêm. Hãy im lặng cho làn môi run rẩy nói những điều huyền bí của thiên nhiên. Tất cả sẽ qua đi, chỉ tình yêu còn lại. Tình yêu giữ cho ta mãi mãi là người. Nếu thế giới này không còn tình yêu nữa, thì biết đâu trái đất đã tan rồi. Tuyệt vời. Đấy là bài Moscow mùa đông năm 90. Nếu thế giới không còn tình yêu nữa. Nếu thế giới này không còn tình yêu nữa. Thì biết đâu trái đất đã tan rồi. Chỉ có tình yêu mới cứu được nhân loại thôi. Nếu ai cũng yêu thương nhau thì sẽ không có chiến tranh, không có máu đổ, không có kiếp người bị đọa đày. Bây giờ đôi khi chúng ta sống trong địa ngục của trần gian đấy chứ. Mà đấy là do con người tàn ác với con người. Phải nói là tàn ác. Nhiều người họ làm những việc rất ác mà cứ hồn nhiên như không. Cái đó mới đáng sợ. Cái đó mới đáng sợ. Em cảm ơn, phải nói là những thông điệp rất là ý nghĩa đến từ bài thơ kết thúc chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi đã để cho quý vị chảy trôi trong ký ức của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Và cá nhân tôi thì cũng muốn là thả lòng ra để chảy trôi ở trong đó. Cho nên là đôi khi tôi không có logic hóa, không có cấu trúc hóa như một cái chương trình thuần túy. Mọi thứ nó rất là tự nhiên như dòng chảy của ký ức vậy. Và chúng tôi cũng tin rằng trong dòng chảy của ký ức đó thì quý vị có thể chia sẻ được với anh Trần Đăng Khoa, chia sẻ được với những cuộc gặp gỡ của anh, chia sẻ được với những thi phẩm của anh và với những ý nghĩ nhân văn mà anh đã để lại trong những thi phẩm đó. Nếu thế giới không còn tình yêu nữa thì biết đâu trái đất đã tan rồi. Chúng tôi xin chào, xin hẹn gặp trở lại quý vị. Xin cảm ơn anh Khoa và hẹn gặp trở lại anh vào những chương trình tới đây. Xin cảm ơn Phan Đăng. Và một lần nữa đặc biệt xin cảm ơn tất cả các cô bác, các anh, các chị, những người mà đã động viên chúng tôi. Và nhờ có các quý vị và các bạn mới có những cái cuộc trò chuyện như thế này. Dạ, xin chào anh. Xin cảm ơn. Chào quý vị. Chào anh.